Và các bạn đang theo dõi tin tức COVID-19 mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế Tôi là Huyền Trang, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Sau đây, mời quý vị đến với những thông tin mới nhất liên quan đến ca mắc COVID-19 mới tại Hà Nội cũng như các tỉnh thành khác trên cả nước trong ngày hôm nay Hà Nội còn 29 điểm phong tỏa, gần 3.500 người cách ly phòng dịch COVID-19 Trong 6 giờ qua, Hà Nội không phát hiện ca mắc COVID-19 mới Tới hết ngày hôm qua, Hà Nội còn 29 điểm phong tỏa. Trưa ngày 25 tháng 9, Sở Y tế Hà Nội cho biết trong 6 giờ qua không phát hiện thêm ca mắc COVID-19 mới. Trong ngày 24 tháng 9, trên địa bàn thành phố Hà Nội có thêm một điểm phong tỏa mới. Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 24 tháng 9, thành phố đang có 29 điểm phong tỏa. Ngoài ra thì Hà Nội đang có 3.450 người cách ly y tế, trong đó có 2.234 người tại khu cách ly tập trung F1 và người về từ vùng dịch 107 người tại khu cách ly tập trung do quân đội quản lý, 1015 người cách ly tại khách sạn, 94 người tại khu cách ly dành cho tổ bay. Cơ quan này cũng cho biết vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế công lập và các đơn vị khám chữa bệnh ngoài công lập trực thuộc ngành về việc điều chỉnh phân luồng xét nghiệm sàng lọc chẩn đoán SARS-CoV-2 để trả kết quả xét nghiệm sớm cho các đối tượng và chủ động phát hiện ca bệnh, chẩn đoán, thu dung và theo dõi điều trị. Văn bản này thay thế cho văn bản 369 SIT NVI ngày 16 tháng 8 do Sở Y tế ban hành về việc phân luồng xét nghiệm sàng lọc, chẩn đoán SARS-CoV-2. Sở Y tế yêu cầu CDC Hà Nội tham mưu về phương án nâng cao năng lực xét nghiệm RT-PCR của ngành Y tế Hà Nội, đồng thời nghiên cứu triển khai ngay các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để điều phối xét nghiệm, liên thông toàn bộ kết quả xét nghiệm giữa đơn vị lấy mẫu, đơn vị làm xét nghiệm, hướng tới cập nhật trực tiếp vào hồ sơ sức khỏe của người được lấy mẫu. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Tránh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thông tin trên tại họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống COVID-19 chiều ngày 24 tháng 9. Cho đây, có những thời điểm số F0 điều trị tại nhà vượt 90.000. Tổng cộng tích lũy tính đến ngày 23 tháng 9, thành phố ghi nhận 129.179 F0 đã kết thúc thời gian cách ly tại nhà. 35.342 ca đang điều trị tại nhà. Theo Tránh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đây là con số thực F0 tại nhà các trạm y tế lưu động đang theo dõi, quản lý, chăm sóc. Nếu có ca trở nặng, sẽ được chuyển tới bệnh viện để tiếp tục điều trị. Nhóm F0 này tự cách ly tại nhà 2 tuần, theo quy định của Bộ Y tế. Đến tuần thứ 2, nếu test nhanh kết quả âm tính, họ sẽ được kết thúc cách ly. Nhóm F0 này không bao gồm số cách ly tại nhà 2 tuần sau khi kết thúc điều trị tại bệnh viện. Chắc chắn từ đầu tháng 9 đến nay, số F0 tại nhà đang giảm. Số ca mắc mới, ca nặng, ca tử vong cũng giảm. Ca mắc mới sẽ giảm dần dẫn đến triệt tiêu. Trong khi số ca xuất viện đang tăng dần, tránh văn phòng Sở Y tế nói, Sở Y tế cũng từng đặt câu hỏi tại sao với các địa phương, lãnh đạo huyện cần giờ cho biết, còn những gia đình tứ đại đồng đường, nhà không có không gian riêng cho từng người cách ly. Ở Củ Chi, ổ dịch đầu tiên phát hiện tại khu nhà trọ. Điều kiện cách ly ở nhà trọ thì không đảm bảo, buộc phải tách ngay F0 ra khỏi khu vực nguy cơ rất cao. Do đó hai địa phương này có tỷ lệ F0 điều trị cách ly tập trung cao. Đường dây nóng của Sở Y tế cũng nhận một số phản ánh F0 hội đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà nhưng vẫn bị yêu cầu phải đi cách ly tập trung. Vì vậy, Sở Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai và tăng cường kiểm tra, giám sát, triển khai mô hình chăm sóc và theo dõi sức khỏe F0 tại nhà. Khi tầm soát phát hiện một F0, sau khi hướng dẫn và cung cấp gói thuốc điều trị, đáp ứng nguyện vọng của họ điều trị tại nhà nếu hội đủ điều kiện cách ly và chăm sóc theo yêu cầu của Sở Y tế. Tránh văn phòng Sở Y tế cũng nhận định quản lý và điều trị F0 tại nhà là chủ trương lớn đúng đắn trong tình hình mới điều trị COVID-19. Mô hình này được Bộ Y tế đánh giá rất cao. Các F0 tại nhà đã được chăm sóc toàn diện, hỗ trợ tốt nhất để khỏi COVID-19 nhanh nhất, đạt mục tiêu giảm tối đa tỷ lệ tử vong. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phương án phối hợp đón người lao động, công nhân, chuyên gia trở lại làm việc nhằm từng bước khôi phục hoạt động kinh tế, đảm bảo an toàn và thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch Covid-19 theo phương án đã được các sở ban ngành chức năng thống nhất để người lao động trở lại thành phố hồ chí minh làm việc các doanh nghiệp hợp tác xã phải có kế hoạch làm việc có văn bản xác nhận hoặc gửi thông báo đến cơ quan chức năng người lao động đã được tiêm vaccine mũi 1 đủ 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh covid 19 có xác nhận của cơ quan y tế có xét nghiệm âm tính với sars cov 2 còn hiệu lực theo quy định ngoài ra người lao động phải được ủy ban nhân dân tỉnh hoặc thành phố nơi cư trú cho phép di chuyển các địa phương là vùng cam vùng đỏ để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Đối với đường sắt và đường hàng không, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện theo kế hoạch, phương án của Bộ Giao thông Vận tải nhằm đảm bảo yêu cầu an toàn phòng chống dịch COVID-19 và phù hợp nhu cầu của các địa phương nơi đi và nơi đến. Người lao động đi lại bằng đường bộ sẽ thực hiện theo 3 phương thức. Trong giai đoạn 1, từ mùng 1 tháng 10 đến 31 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai vận chuyển bằng đường bộ theo các phương thức 1 và phương thức 2. Giai đoạn 2 từ ngày mùng 1 tháng 11 trở đi, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cả 3 phương thức nêu trên. Người lao động trở lại thành phố Hồ Chí Minh khi mua vé và khi lên xe phải xuất trình bản chụp giấy đề nghị kèm danh sách người lao động của đơn vị tiếp nhận người lao động, bản chính giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ, giấy xác nhận đã tiêm vaccine mũi 1 được 14 ngày hoặc giấy xác nhận là người đã khỏi bệnh COVID-19. Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Đức Hải đưa ra thông tin trên tại buổi họp báo định kỳ chiều ngày 24 tháng 9. Theo đó, ngày 22 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh có 340 ca tử vong. Như vậy, sau một tháng, số ca tử vong đã giảm 200 ca trên một ngày. Số bệnh nhân đang thở máy cũng có xu hướng giảm. Cụ thể, ngày 19 tháng 9, có 2.342 trường hợp. Ngày 22 tháng 9, còn 2.056 trường hợp và giảm xuống 2.037 trường hợp trong ngày 23 tháng 9. Trong ngày 23 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh có 3.591 bệnh nhân nhập viện, 3.260 người xuất viện. 140 người tử vong. Liên quan đến công tác tiêm vaccine, ông Phạm Đức Hải cho hay, tính đến hết ngày 23 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được tổng số 9 triệu 068.788 mũi vaccine, tăng 86.512 mũi so với ngày 22 tháng 9. Cùng thời điểm trên, tại Bệnh viện Giã chiến số 1 Thành phố Hồ Chí Minh, có hàng ngàn f không được xuất viện. Bác sĩ Nguyễn Thành Tâm, trưởng phòng kế hoạch cho biết, sau gần 3 tháng hoạt động, bệnh viện có 21.000 bệnh nhân COVID-19 nhập viện đến nay đã có hơn 18.000 người xuất viện. Mỗi ngày bệnh viện cho xuất viện trung bình từ 200 đến 400 bệnh nhân, có ngày hơn 600 người. Bệnh viện giã chiến số 1 đang dẫn đầu về tổng số ca nhập viện và xuất viện tại thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện vẫn chưa ghi nhận ca tử vong, tỷ lệ nhân viên dương tính thấp. Bác sĩ Tâm thông tin. Đến nay, Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 thuộc bệnh viện Việt Đức, đặt tại bệnh viện giã chiến số 13, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, là tuyến điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch với quy mô 500 giường bệnh, đã điều trị cho gần 800 bệnh nhân nặng và nguy kịch từ các bệnh viện tuyến dưới chuyển lên. Trong đó có hơn 200 bệnh nhân đã xuất viện. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), hiện số ca nặng cần hỗ trợ hô hấp và số ca tử vong đã có khuynh hướng giảm dần. Tỷ lệ dương tính lại vùng đỏ và vùng cam qua các đợt xét nghiệm đã giảm. Việc tổ chức điều trị, chăm sóc F0 tại nhà là một chiến lược quan trọng cho phòng chống dịch COVID-19. Theo HCDC, số bệnh nhân nặng hỗ trợ hô hấp ngày 22 tháng 9, giảm còn 7.220 bệnh nhân. Ngày 23 tháng 9, còn 7.145 bệnh nhân. Và đến ngày 24 tháng 9, còn 6.689 bệnh nhân. Số ca xuất viện tăng. Ngày 22 tháng 9, có 3.258 người xuất viện. Ngày 23 tháng 9 là 3.260 người. Tổng số ca xuất viện đến thời điểm này là 183.471 người. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, sau gần 2 tháng triển khai thí điểm, Mô hình chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà đối với người mắc COVID-19 đã cho thấy những hiệu quả thiết thực.